Alo. Rồi. Bây giờ thì mình chỉ cái phương pháp học từ người nọ sang người kia thôi nhá, chứ không phải mình nghĩ ra nha. Cái phương pháp thứ nhất là cái phương pháp để dựa vào là 6 cái con đầu tiên này. Tức là một xanh, một đỏ, một đỏ, một đỏ, một xanh, tức là con này là ba xanh ba đỏ nó cân đều nhau, thì mình sẽ xem cái con này là con gì thì đánh ngược lại đó. Đánh ngược lại thì như con này thì nó sẽ không ra cái phương pháp đấy này, thì là lót này. Lót lệnh này thì đánh lại lệnh này, cũng lót là bỏ qua không đánh nữa. Thì bắt đầu mình sẽ tiếp theo là cái con này, mình sẽ tiếp theo cái hàng 6 cái con tiếp theo, tức là mình sẽ tập trung vào đánh cái con số số 6, tức là lệnh 1, lệnh 2, lệnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, số 6, số 10. Rồi mình sẽ tiếp theo cái hàng này 1, 2, 3, 4. Trong 6 cái con này thì có 4 con đỏ, thì cái con số 10 mình sẽ đánh đỏ. Đấy, chứ mình không phải đánh ngược lại của con này nữa, mà đánh con này đánh đỏ luôn. Bây giờ sang cái ô này, mình sẽ có cái ô này là sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con này thì mình sẽ có là 5 con xanh, thì mình sẽ đánh xanh luôn ở con số 6 là đúng này. Cái này là có 4 con đỏ, đánh đỏ đây là đúng này, đúng không? Đây, 4 con thì đánh đỏ luôn đây là đúng này. Đó, thế còn đâu thì con này. Như con này là lót này, con này đánh số 6 đây là lệnh xanh này, đây là có 5 xanh đánh xanh đây lót, lót qua bỏ qua luôn. Con này thì có 6 con này. 6 con thì tất cả đỏ đánh đỏ đây là đúng này. Đấy, con này là cũng 6 con. 6 con này xanh thì đánh xanh đây, đánh, thì lót lệnh xanh này đánh xanh đây là ra này. Con này cũng thế, con này là có 4 đỏ, 4 đỏ thì đánh đỏ luôn đây đúng này. Con này cũng vậy. Con này thì có 2 4 5 con đỏ đánh đỏ đây là đúng này. Đấy, đây là cái phương pháp thứ nhất. À, tức là mình chỉ đánh vào lệnh số 6 và lệnh số 10. Mình đã làm một cái video này trước đã nhá. Còn cái phương pháp thứ hai, tức là sẽ đánh vào con lệnh số 8, tức là 1 2 3 4 5 6 7 8, tức là con xanh này. Con xanh này thì mình sẽ xem ở các cộng kết quả số 1 và số 3, thì trong này sẽ có là hai xanh mà đây có 1 2 là 5 đỏ, thì mình sẽ đánh đỏ đây là đỏ. Nhiều con nào nhiều hơn thì đánh vào lệnh số 8 này, nhưng mà con này thì lót rồi. Lót lệnh 1, lót lệnh 2, ta lệnh 3 thì đúng. Ai đánh thì theo đến 3 lệnh không qua thôi. Cấp thước 1 2 3. 1 1 2 4. Đến đây là ăn không qua thôi, bỏ qua. Con này cũng vậy. Con này thì có là hai đỏ hai xanh, đây là lệnh xanh, lệnh xanh đây lót 3 lệnh bỏ qua luôn này. Con này là lót này. Con này thì là xác suất ra thì là hai xanh hai đỏ, đây là ba xanh ba xanh ba đỏ, ba xanh bốn đỏ thì đánh đỏ đây là đúng này. Con số 8 nhiều màu đỏ hơn này, 1 2 3 4, 4 đỏ đánh đỏ đây là con số 8 mà đúng này. Đấy, con này là 1 2 3 5 xanh đánh xanh đây đúng này. Đấy, con này thì chưa xem ra này. Đấy, đây là hai cái phương pháp đấy trước đã nhé.